Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Hôm nay anh em mình sẽ thực hiện test một em diều lắp ghép các bạn ạ. 4,5 m, khung cạc tre, lắp ngược vào ninh. Tại vì anh giấu thì màu vào màu lại còn. Vải hoa phượng đỏ, trắng xanh. Hôm nay buổi sáng thì có một chút gió mùa đông bắc anh em ạ. Diều của nghệ nhân Linh. Đây là anh em, anh sẽ thả dàn cưa mình chỉnh nhá. Đấy, cưa ghẻ. Đấy. Một con diều mới chưa test anh em ạ. Diều này mình anh em mình mới làm, đóng quả khung vào trông vẹo bên trên. Chưa buộc cái dây kìa. Từ từ ạ. Rồi mình móc đi đây. Anh em ơi, mình mấy đứa mình sẽ lên cho con này dàn sau của mình thêm 8 con quài nữa anh em ạ. Chất lượng. Để thành cưa hẳn anh em, nó bảo thành quài mình sẽ cho thành cưa hẳn nhé. Ui, bắt đầu có gió dưới rồi đấy. Anh em nào liên hệ nha. 1.100.000 hay cả cụ. Triệu 100 đủ mua áo chưa? 1.100.000 bay cả cụ mấy anh nhá. Anh em kết liên hệ với Diều Lươn Việt Nam. Diều con lươn luôn. Diều lươn một thỏi. Nào. Ok các bạn nha, anh em mình đã lắp xong con siêu phẩm của anh em mình rồi. Nhưng mà hiện tại trời đang hết gió dưới anh em ạ. Mình có thả một con diều nhỏ nhỏ đang đỗ trên trời rồi. Ơi, không nhìn thấy gì nha, anh em nghe sáo kêu không? Khá là cao đây. Anh em mình sáng sớm lại thả con này trước anh em ạ. Một con hơn 2 mét một chút. Đấy. Cõng quả cước đúc ly rưỡi anh em ạ. Lúc sáng mình thả có gió dưới nhưng mà lắp xong con này thì hết mất gió rồi. Hiện tại gió dưới đang khá là yếu. Đây siêu phẩm hoa phượng đỏ. Trắng anh em ạ. Giữa trắng hai bên là xanh đỏ. Phong cách ở đây là khá là mới mẻ. Anh em nào chốt yêu khoái combo này thì liên hệ nhá. Củ mốt bay trong ngay trong đêm anh em ạ. 100.000 nếu anh em khoái thì fix luôn. Đấy. Còn 1.000.000 anh em đến nhà lấy nhá. Nhà mình thì ở Sài Gòn anh em nhá. Bây giờ anh em mình đã đem diều ra cổng đấy. Và đợi giờ đêm gió có về không anh em ạ? Diều lắp là một chuyện, gió về không không biết. Con diều của mình đang đỗ trên trời kêu bầm luôn, kêu oang. À, anh em nghe kỹ nhé.
tin thì bà cảm thấy mình nó tự tin lên hẳn. Đấy, nó sao? Như nào? Nói luôn. Con này nó lên nó đảo rồi. À, anh ạ, dây không phải Amiang miếc cái đây, dây mình cái dây vàng cũ từ đời Tống anh em ạ. Chứ không phải dây của anh em Bảo đâu. Mình dân quê trước toàn chơi bằng dây bạn này, bây giờ chơi dây này ngon lắm rồi. Con này chạy ra ra cũng là kỳ vây mà. Nhưng gió này không chạy được. Cảnh ở nhà trông con thả diều anh em ạ. Lắp sẵn chờ gió. Đấy. Siêu phẩm hoa phượng đỏ anh em nhá. Hiện tại có một em đang đỗ trên giời nhưng mà em này lắp xong hết gió dưới anh em ạ. Bây giờ phải đợi gió thôi. Chứ không có gió thì em này không chơi được. 4 mét rưỡi anh em ạ. Khung tre nhá. Đây. Khung tre. Cán giữa là từ cây trúc mình chặt ở trên núi về. Đây. Cống dàn cưa anh em ạ. Đây. Anh em mình dân quê chơi toàn đồ mộc. Tre chiếc các kiểu. Đợi có gió thì anh em mình sẽ test siêu phẩm đấy nhá. Test diều, còn sáo thì con của gì cả đang phải thả cao lên gì ạ? Mình đã test rồi. Ok ok. Ok bạn ơi, bây giờ gió bé quá anh em mình mất công nắp sáo, bây giờ test thử nhá. Con này nặng lắm. Nặng trịch. Ghê. Mày chú này phải tầm chú kia 4 cân. Phải đeo sao? Hơn 4 cân. Mày đeo cái gì ta? Ê, ê, ê. Nào đi đâu rồi? Đâu rồi? Chạy à? Không có gió anh em ạ. Không lên nổi. Nặng lắm, diều nặng lắm. Nó quay sang đây rồi à? Uê. Xuống xong. Nói chung là bằng xốp mày ra mới lên được gió này. Phải nhìn điều chồng hết đây. Hết đây. Lúc sáng thôi. Anh em ơi, con này nếu mà theo góc độ nhìn là ăn nèo giữa anh em ạ. Chạy nèo đầu tiên như này là cũng ok mà. Ờ. Gọi là xem nèo như nào, nhưng mà thế này là ổn anh em ạ. Trong sáo luôn. Nặng lắm. Nặng kinh khủng luôn. Không có gió lắc 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 lắc. Đó. Đấy bây giờ có gió này. Nói chung con này phải gió ẩn hoai mới lên được. Chơi không? Đi. Toàn cứt trâu. Xuống đây để giữ hất cái dây là qua này. Thank you.
bé. Nó chưa vào luồng phải không? Mình chỉ bắt thẳng thôi. Giờ muốn lên này phải vòng bắt ra cái kia. Thả đi. Ui. Ui hồi. Mày đấy. Chạy bãi trong quầy kìa. Chạy từ đây này. Ra chỗ bãi chuối nhật kim anh. Đấy. Hoa phượng đỏ à, hoa phượng dưới ruộng. Ôi. Đấy. Tầm độ thả diều nó phải cỡ đấy anh em ạ. Lúa ngập đầu luôn. Không vướng nhỉ. Úi. Quan trọng vẫn là đam mê ở nắng thì nắng vẫn cứ là phải chơi. Úi. Diều sáo ở cỡ này. Linh lên đây kéo dây anh Linh. Đứng mẹ ấy. Đi ra đường, ra cái mồm kia kìa. Mất công cho này ra cái mồm kìa. Mày chạy dưới kia, chạy bãi này không có chỗ chạy đâu. Đưa dây kia. Thả hết dây à, đi cả tí cuốn không à. Có thân quý. Gì hại quý. Hại gì, anh em thả diều. Mắt cái gì rồi. Ông ơi, Marco. Ây, nóng quá anh em ạ. Dở diều thật này. Áo không mặc. Áo không mặc. Người thì đen nhiều. Khác nhau như này. Than này. Đây là dở diều đấy anh em nhá. Anh mình đang đi xa xa một chút. Chị đã chơi bao lần rồi. Mồm mới nói thế nhưng mà đến lúc thả thì... Thả đi! Bỏ đi! Đây nhà mình đi khá xa, tít đằng kia rồi. Đây. Bây giờ anh em mình sẽ chạy ở khu dưới ruộng này nhá. Nhanh để về anh em mà không... Và chó hiện ra chủ. Nhanh! Hết tốc lực! Vươn rồi anh em ơi. Đúng cơn hơn lúc đấy rồi. Nhờ gió yếu. Không chơi được anh em. Con này. Gió yếu. Kéo thêm tí nữa. Thêm tí nữa. Được rồi. Được rồi. Nói chung là cũng thuộc dạng dở diều cá thôi anh em ạ. Chạy chắc tháo không thở được. Nắng anh trăng đi thật diều. Xin. Thế sao chưa? Rát hết người. Em đi thả lúa cứa nát chân này. Đi luôn cứa đau đùi. Quý thuộc dạng dở. Dở cướp. Toàn bọn dở diều. Cháu đang ngủ anh Duy gọi dậy. Đấy. Bỏ dậy đi quay Duy Linh ở chạy xuống kia rồi. Hay đi xuống góc đán để tao chạy tao quay. Thôi thôi kia. Tao không nói con đấy. Mày vẫn nhóm máu đấy. Nhóm máu à. Nhóm máu mệt thật đấy. Tao đứng quay video không tận mệt.
con. Bít luôn. Tôi thích con búa thôi. Gió bé rồi. Giật ế à cả xin diều. Rồi. Lại vào địt rồi ạ. Ôi ôi sao? Lên đau hơn. Con kéo về, kéo con phải về lắm rồi. Thôi rơi rồi. Ôi, sao rồi, sao rồi. Nhanh. Bắt trả lên đây. Cóc thì cóc. Rồi. Ra xe, đi. Vẫn được, lên. Ôi, đi bạn lướt dây. Lướt làm đôi. Lên nào, bít hết rồi. Đi vào cổng gì này. Lấn mất con bò của anh Khải rồi. Con này cứ ở gió này nó kêu. Đủ ấy, đủ ấy. Ê, bám vào. Loạn đi cả lên. Con diều ghẻ hơn 4 mét. Cảm giác nèo hơi nhẹ đúng không? Anh Thao thì đua lên không? Lên. Ui đi cả mắc vào đấy à? Phật mặt bây giờ. Dí tóc vào. Mày nhớ cây mình đắp vào cây đấy chị. Cây khỏe.